Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D. Bây giờ thì tôi đang ngồi cạnh một khách hàng của thẩm mỹ Dr. D và một chị khách hàng đến với cả chúng tôi để thực hiện dịch vụ cấy mỡ vùng má, vùng mặt. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị một chút nhá. Xin chào chị. Mọi người đang livestream trực tiếp, đang theo dõi chị trực tiếp ở trên page của bác sĩ Điền ạ. Vâng, chị có sẵn lòng trò chuyện với mọi người một chút không ạ? Được ạ. Hôm nay thì chị đến với cả Dr. D để thực hiện dịch vụ cấy mỡ đúng không chị? Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình, bản thân mình về cái vùng má, vùng mặt của mình và lý do tại sao mà mình quyết định mình cấy mỡ không ạ? Thật ra là bây giờ đẻ xong đứa thứ hai ấy, thì má mình á, cân nặng mình thì mình cao 1m63 và bây giờ hiện tại đang nặng 56 cân, thì với số cân nặng đấy thì nó cũng không phải là gầy, nhưng mà do cái má mình càng ngày thì nó càng hóp lại, hai bên má bên này nó hóp lại làm cho mặt mình nó bị cái gò má nó cao lên và cái má nó hóp lại, nó hơi xấu, nói chung là nó khá xấu đấy. Thế nên là mình muốn là mỡ mặt nó đầy lên một tí thì mặt nó sẽ tròn hơn, nhìn nó yêu hơn. Mình chủ yếu là bản thân mình đang cảm thấy không được tự tin lắm thôi đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Và chị đã tìm hiểu về cái phương pháp cấy mỡ này ở nhiều cơ sở chưa, và tại sao mà chị quyết định lại chọn thẩm mỹ Dr. D để mình cấy mỡ ạ? Thật ra là tại vì mình làm ở đây, mình làm trực tiếp với bác sĩ Điền, mình thấy bác sĩ Điền cấy mỡ mặt rất là đẹp và an toàn, thế nên là đương nhiên là mình sẽ chọn bác sĩ Điền rồi ạ. Vâng. Vâng, ban đầu thì tôi giới thiệu đây là một khách hàng, và đúng là một khách hàng thật. Nhưng mà tôi lại không nói với cả mọi người đây là một nhân viên cũng làm việc ở tại thẩm mỹ Dr. D tại bệnh viện Đông Đô và là đồng nghiệp của bác sĩ Điền. Vâng, đấy, giấu đi một chút, không muốn nói, nhưng mà cuối cùng là khách hàng cũng như là chị đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã khai thật với mọi người rồi. Đấy, thì bản thân chị thì chị đã làm trong phòng mổ và chị cũng gặp rất là nhiều các ca thực hiện cấy mỡ vùng mặt. Thế với một khách hàng bình thường mà chưa được tiếp xúc cũng như là chưa được xem một ca cấy mỡ nào thì có thể cảm nhận sẽ khác. Thế đối với chị, một nhân viên làm trong phòng mổ và chị đã từng xem rất là nhiều các ca cấy mỡ vùng mặt rồi, thì chị có cảm thấy lo lắng hay là có suy nghĩ tâm trạng gì ở thời điểm hiện tại không ạ? Tại vì thật ra là mình cũng mình làm trực tiếp ở phòng mổ nên là mình cũng tiếp xúc rất là nhiều ca cấy mỡ ấy. Thế nên là tỷ lệ thành công của cấy mỡ thì nó khá là cao và mình thấy là nó rất là hiệu quả. Thế nên là mình sau khi mình đẻ xong hai đứa thì mình cũng quyết định là mình cấy mỡ mặt. Đấy. Thế vâng. Mình cũng không nghĩ gì nhiều. Vâng. Tôi để khai thác chị thêm một chút nữa, đấy là khi mà mình xem nhiều ca rồi, mình biết tỷ lệ thành công cao rồi, thì tại sao đến bây giờ chị mới làm mà mình không làm trước đó đi để cho nó sinh sớm? Tại vì thật ra là đợt trước khi mà đẻ bạn thứ hai ấy, thì mặt mình nó cũng không bị hóp nhiều, nhưng mà sau khi đẻ bạn thứ hai rồi ấy, thì tại vì phải cho con ti nữa, với lại cũng là trong quá trình nuôi con thì cũng phải cho con ti sữa, với lại phải thức đêm nữa, thế nên sợ là mình làm sớm quá thì nó không hiệu quả, mình phải đợi sau khi một năm có thể là cho con bớt ti sữa với lại cai sữa đi thì mình mới dám làm cấy mỡ mặt. Ngoài cái việc thực hiện cấy mỡ để mặt, vùng mặt của mình cũng như vùng má của mình nó được tròn đầy hơn, thì có những khách hàng lựa chọn tiêm filler. Thế tại sao mình lại chọn cấy mỡ mà không phải là tiêm filler ạ chị? Mình cũng không hiểu về tiêm filler nhiều lắm, nhưng mà mình thấy là hình như là tiêm filler nó chỉ tác dụng trong vòng 6 tháng đến 1 năm thôi, mà mình thì mình muốn quá trình nó lâu dài, chứ 6 tháng đến 1 năm mà tiêm một lần thì nó như thế thì nó cũng mình cũng không thích lắm. Mình thích nó bền hơn, mình thích bền hơn là thích tạm thời. Thích lâu bền mà. Và quan trọng là nếu mà dùng cấy mỡ thì là mình sẽ dùng mỡ tự thân của bản thân, nên là gần như là 100%, cái xác suất 100% khách hàng đều phù hợp với cái việc cấy mỡ vào cơ thể đúng không chị? Đúng rồi. Cấy mỡ từ vùng này sang vùng khác. Đấy. Em cảm ơn chị rất là nhiều, và bây giờ thì chị khách hàng như chị đồng nghiệp của chúng tôi sẽ bước vào thực hiện dịch vụ cấy mỡ. Khá là nhanh thôi, chỉ khoảng 30 phút thôi là đã xong cấy mỡ vùng mặt rồi. Thì chúng ta sẽ gặp lại chị trong phòng phẫu thuật cùng với cả thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Điền của chúng tôi, và cùng nhau xem quá trình thực hiện cũng như kết quả mọi người nhé. Rồi, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chào các bạn.